Chương trình tin tức thời sự bình luận với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán sinh giả cộng nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về hậu trấn của những cuộc rally ủng hộ ông Donald Trump à, đặc biệt à, người Mỹ gọi là October Surprise quý vị. Tức là bất ngờ tháng 10. Thì à, thứ nhất bất ngờ khi ông Trump quyết định trở lại bất l sau 2 tháng thưa quý vị. À, coi như là gần 2 tháng sau ngày 13 tháng 7 vào lúc 6 giờ 11 phút khi ông bị bắn sượt qua tai ở ngay tại địa điểm Butler này thưa quý vị. Và ngày 5 tây tháng 10 cũng thứ bảy ông tiếp tục quay lại để coi tình hình dân chúng ở vùng Pennsylvania Butler ủng hộ mình như thế nào. Và trên màn hình quý vị thấy là theo con số của ban tổ chức là hơn 100.000 người đã tham gia cuộc rally đặc biệt lần 2 thưa quý vị. Cũng ngay tại địa điểm Butler. Thì bất ngờ tháng 10 là lần này lại có một vị đại tỷ phú. Đó là ông Elon Musk thưa quý vị. Chủ của hãng xe Tesla, chủ của SpaceX, chủ của... Twitter vân vân. Nói chung là một vị uh, tỷ phú trẻ đã tham gia vào chiến dịch tranh cử của ông uh, Trump. Thì uh, ông uh, đã làm nhiều việc. Thứ nhất là ông uh, trả tiền cho những người mà ở những bang uh, chiến địa, những cử tri ở bàn chiến địa tham gia bầu cho đảng cộng hòa tham gia bầu cho ông Trump với số tiền là 47 đô la kỷ niệm lần thứ 47 tổng thống thưa quý vị và ông lập ra một cái super pack để yểm trợ cho chiến dịch tranh cử của ông Trump Vance à, ngoài ra ông còn đến tận Butler để mà lên bục phát biểu À, bộ phát biểu lần này thì được che chắn bởi kính chống đạn được quý vị, đó là một điều đặc biệt. Và lần này thì có một cái sự gọi là đọc kinh kính mừng e và maria rồi tiếp theo như quý vị thấy là tưởng niệm và mời gia đình của ông corey một à, người lính chữa cháy đã bị à, tử vong ngay trong à, cái lần gọi là ám sát lần trước thưa quý vị với một bộ đồ đặc biệt của người lính cứu hỏa số 27, ông Corey đã được vinh danh tri ân. Cảm ơn. Và trong phần phát biểu của ông Elon Musk, lần này thì ông rất phấn khích. Dơ cả hai tay và nhảy lên trời vân vân và tuyên bố là coi như đây là lần kêu gọi các cử tri ra bầu để bảo vệ cho hiến pháp nước Mỹ, cái quyền uh, tự do bầu cử, tự do ngôn luận, tự do lên tiếng nói của mình và coi như đây là một cái trận chiến cuối cùng, lần cuối cùng các bạn phải ra bầu để bảo vệ cho hiến pháp nước Mỹ theo đường lối cộng hòa thưa quý vị. Ý là ông nói rằng nếu mà thua cuộc cho bên phía ông Biden, bà Kamala Harris, ông Tim Wall, những người theo đảng dân chủ thì Cộng hòa sẽ mất tiếng nói. À, đó là cái uh, lời phát biểu uh, ý chính quý vị. Như quý vị thấy trên màn hình thì ông giơ hai tay thẳng lên trời, uh, tung chân bay lên và được báo chí gọi là the best jumper hay một cái dạng uh, được tung hồ là Superman, thưa quý vị. Superman cho ngày uh, October Surprise, uh, tháng 10 bất ngờ. Thì đây là một cái tín hiệu tốt cho phía chiến dịch tranh cử của ông Trump. Khi có một vị uh, đại tỷ phú và ông này uh, tấn công trực diện vào ông George Soros, một người già, uh, gọi như là một người chủ chốt của thế lực ngầm. Deep State cùng với con trai cùng với bà Kamala Harris Nói chung ông đại tỷ phú này thì ông không sợ ai hết thưa quý vị chủ nhân của x platform hay Twitter trước đây cho nên trong tay ông cũng có một cái công ty truyền thông tư nhân cho nên ông có ảnh hưởng rất mạnh thưa quý vị vừa mạnh về tiền vừa mạnh về truyền thông và mạnh về truyền cảm hứng à, nói chung là ông chủ xe điện này rất chịu chơi, chịu chi và chi rất mạnh. Xin nhắc lại là chiến dịch Super Park của ông tập trung vào các bảy tiểu bang chiến địa là nơi mà đảng cộng hòa đang mong muốn giành thắng lợi thưa quý vị và những cái phát biểu của ông thì cũng mang đến một cái sự truyền cảm hứng cho những người tham dự cho những người MAGA, cho những người ủng hộ ông Trump, Vance và anh hùng cao cùng các ứng cử viên đảng Cộng hòa khác thưa quý vị. Thì đương nhiên ông cũng bị phía đảng Dân Chủ trả đũa và điều gì đã đến thì đã có hãng bảo hiểm tuyên bố là không bán bảo hiểm cho những chiếc xe Cybertruck của hãng Tesla của ông chủ. Elon Musk thưa quý vị. Nói chung là họ tìm cách chơi xấu Đây là một tin rất xấu cho Cybertruck owners Tức là những người chủ sẽ rất khó khăn khi mua bảo hiểm Mà lỡ mà bị cái gì đó thì coi như nguyên chiếc xe Phải trả giá rất nặng nề thưa quý vị Coi như bảo hiểm từ chối trách nhiệm Từ chối bán Với cái lý do mở ngoặc kép là Xe này có nhiều tai nạn có nhiều rủi ro đóng hoặc kép thưa quý vị. Việc là hàng bảo hiểm thấy rằng uh, xe này uh, dễ bị cháy nổ. Đã có nhiều vụ cháy nổ do cái uh, bình uh, pin battery bị uh, nứt, bị uh, leak, bị uh, coi như uh, dễ gây cháy nổ từ dưới đít xe cho nên uh, gây ra rất nhiều... Uh, thiệt hại lớn chiếc xe cả hơn cả trăm ngàn đô la cho nên là bồi thường lớn cho nên nói chung là họ tìm cách kiếm chuyện với những sản phẩm của ông Elon Musk này thưa quý vị, vị nhưng mà ông Elon Musk này thì cuối năm được biết rằng ông sẽ tung ra một cái sản phẩm hết sức độc đáo đó là Pi smartphone tức là điện thoại thông minh Pi do hãng của ông nghiên cứu và chế tạo trong đó thì có những cái kỹ thuật như là không cần xài SIM thưa quý vị rồi không cần uh, trả điện à, chỉ cần uh, để ra ngoài ánh sáng thì nó sẽ hấp thụ quang năng rồi biến thành dòng điện cung cấp cho chiếc điện thoại thông minh à, Rồi hệ thống Internet thì nó tự động uh, nối vào Starlink cho nên điện thoại thông minh Pi của Elon Musk cũng không cần... Uh, có những dịch vụ về internet mà là của chính hãng luôn thưa quý vị cái độc đáo là chỗ đó của chính hãng vừa sản xuất điện thoại vừa cung cấp dịch vụ điện thoại vừa cung cấp dịch vụ internet vân vân thì hãng của Elon Musk cũng đã có qua Việt Nam để đặt vấn đề về việc sử dụng điện thoại vệ tinh vân vân, dịch vụ uh, internet vệ tinh, vân vân, thưa quý vị. thì uh, đó là cái việc mà vừa diễn ra ở Raleigh ở Butler thừa thưa quý vị và tạo một cái sóng lớn ở Pennsylvania, cho nên cái uh, uh, chiến dịch của ông Trump rất là vui khi có những người như ông Elon Musk uh, tiếp tay trong cái việc uh, vận động tranh cử. Còn à, diễn tiến trong tháng 10 này chắc chắn cũng có nhiều cái bất ngờ khác nữa thưa quý vị. À, chẳng hạn như là cơn bão uh, Milton à, siêu cấp cấp 5 sắp đổ bộ vào tiểu bang Florida vào ngày mai, chẳng hạn như vậy sẽ gây ra nhiều thiệt hại lớn nữa cho tiểu bang. Florida. Rồi tiếp theo thì có thể có cuộc chiến giữa do Thái và Iran khi mà đáp trả bằng những màn tấn công qua lại lẫn nhau và leo thang đến mức tấn công vào các nhà máy điện, các nhà máy xăng uh, dầu vân vân, rồi có thể leo thang lên các nhà máy uh, sản xuất điện nguyên tử điện hạt nhân hay là các lò nghiên cứu hạt nhân nguyên tử vân vân được với vị phía Mỹ thì họ tìm cách ngăn chặn không cho Do Thái tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran nhưng người ta không biết là sự việc sẽ được leo thang tới đâu hay giảm nhiệt còn ở cuộc chiến Ukraine và Nga thì Ukraine hiện nay đang chịu những thiệt hại hết sức nặng nề và trong một tuyên bố mới nhất của ông Borrell, một lãnh đạo cao cấp ở châu Âu, thì tuyên bố là nếu muốn chấm dứt chiến tranh Ukraine và Nga, thì Âu Châu, Tây Phương đơn giản cắt viện trợ. Sau đó 15 ngày thì Ukraine sẽ kiệt quệ, rồi sẽ ngồi vào bàn đàm phán mất đất cho Nga vân vân thưa quý vị. Một cách nhanh gọn lẹ như thế. Các viện trợ thì đương nhiên Ukraine đang hết sức khốn đốn. Họ sẽ không còn đường uh, lựa chọn. Và trên các mặt trận ở Donetsk, Vuleva, ba thì uh, phía Ukraine đang chịu uh, nhiều thiệt hại khi mà Nga đang phản công mạnh. Rồi ở Kursk thì uh, đã giảm uh, phần đất thu hẹp. Không còn... Uh, chiếm cả vùng rộng lớn ở Kurd mà đang bị Nga bao vây và Nga đã giành được chiến thắng 227 km vuông trong mấy ngày qua thưa quý vị. Thì như quý vị thấy trên màn hình đây là Superman, một người siêu nhân giúp ông Trump vào tháng 10 này. Thì chương trình đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới